Đây, trưởng đấu giá gốc mới bàn giao bộ bàn ghế cho gia đình thầy Thắng trước kệ TV Tiên Hải Thái Bình. Sản phẩm này thì xưởng đã quay video ở tại xưởng rồi, còn đây là quay trong nhà thầy Thắng, các bác tham khảo thêm. Tay là tay cột liền. Tất cả ván là ván dày thì mới đục như thế, và ván ngồi nó cũng phải dày 2 phân. Nếu hàng bình thường thì ván nó dày 1 phân thôi, nó khác biệt. Đấy, màu để màu tự nhiên của gỗ, đây các bác sẽ thấy có cái sự đậm nhạt trên gỗ, có chỗ đậm chỗ nhạt, xưởng em để nguyên, không phủ màu đỏ. Nếu mà phủ màu đỏ đậm lên như các đơn vị khác làm màu đậm lên thì để lấp lỗi, nhưng mà mất đi vân gỗ tự nhiên. Còn đây nhà em để trần vân gỗ tự nhiên hết. Đó, này các bác tham khảo. Đây là đôn, đôn ngồi rất là to. Để thông số kích thước chi tiết của sản phẩm này thì xưởng đã quay video giới thiệu tại xưởng rồi. Đây em quay một video ngắn tại nhà khách hàng. Thầy giáo. Các loại tham khảo. À, như bộ cột 10 vốn rất là cao to. Ông ngồi đi ông ngồi ông thử ngồi xem có khác, ông cứ ngồi đi ông. Được, ông không cần mặc đâu, áo đấy được ông. Đây là chiếc kệ TV đi kèm với sản phẩm. Thầy có đặt thêm cả một chiếc kệ TV gỗ hương đá trọn vân. Rất đẹp.